Đấy là nhờ hát hoàn ông lô mới sao xui mà khi này có đâu vậy con không biết nhiều người này thôi. Má rồi là chặt xe bản chặt thật thẳng như là chị chứ không có chặt dưới để cho hồng ăn thành dưới của gì đen. Ơi đang ơi đừng nhận ba nội nó hết rồi. Nhớ anh này trước nè, anh này 4 bịch nửa ký đúng không? Đúng rồi. Chưa luôn này, giờ cầm một sắp trên tay đã chặt đâu mà. Nhiêu ạ? 280 hả? Được mấy. Chặt trước thì cây trên đông khác càng này hơn. Rồi, một hộp nửa ký nè, lấy cầm bóng nè. Cái gì? Mang ra đó cầm đi. Ê chị ơi, chị ơi. Đi ba giọt cho anh. Nghe. Rồi thiếu à. Lâu rồi đấy, mang ra từ lâu rồi đó. Mấy người này cũng chờ lâu lắm rồi. Mà giờ người ta đứng đây là sao? Đi đi. Qua một hộp nữa tí hả? Rồi anh này 5 lần mấy, thôi lấy một bớt á. Trên 4 lần này, trên 4 lần này. Cho chị nữa tí nha. Dạ. Rồi, 2 hộp tí. Tầm 3 chị 3 dọn không? Rồi, 510 ngàn. Rồi chặt giùm nha, chặt giùm đi. Chặt giùm luôn hả? Đúng rồi. Chặt giùm tí chặt luôn. Cho chặt nửa ký cho mình. 1 ký thôi, cũng 1 ký. Rồi chặt lại xuống đây rồi chặt giùm đi. Ba để hội chặt cho anh. Chờ chiếc. Đâu vừa nắp đi. Cái 200 khỏi chặt. Chị 200 khỏi chặt. Ký 200 rồi. 200 khỏi chặt. Mình này. Đây này trong cái này đang đứng đó kìa, 4 hộp chờ lâu ký rồi. Chị Quỳnh quay ở đây luôn hả chị Quỳnh? Đang kìa được chứ chị? Cái lò quay phía sau. Đang kìa được chứ? Lên con heo kia cái. Ok. Dạ.